Trường Trung học phổ thông Đông Thành đã được thành lập vào năm 1991 đến nay. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã góp phần công sức vào những thắng lợi của sự nghiệp giáo dục trong thị xã Phúc Yên và tỉnh Quảng Ninh. Trong năm học 2022-2023, dưới sự chỉ đạo của chi bộ đảng, ban giám hiệu nhà trường, trường Trung học phổ thông Đông Thành đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Trường Trung học phổ thông Đông Thành hiện nay có tổng số cán bộ giáo viên nhân viên là 50, với 3 cán bộ lãnh đạo quản lý, 44 giáo viên và 3 nhân viên, tất cả 100% đạt chuẩn và chuyên chuẩn, có 20 thầy cô đạt trình độ thạc sĩ, chiếm 40% tổng số cán bộ giáo viên. Hiện nay có 20 lớp, trong năm học 2022-2023 có tổng số 755 học sinh, với 7 lớp khối 10 có số lượng là 282 học sinh, 7 lớp khối 11 có số lượng là 252 học sinh và 6 lớp 12 với số lượng là 221 học sinh. Trường Trung học phổ thông Đông Thành là một trong những số rất ít trường trong tỉnh có khuôn viên vuông vắn, rộng rãi, 17.505m², cơ sở vật chất đảm bảo, khang trang, sạch, đẹp, hiện đại. Năm 56 phòng, trong đó gồm 22 phòng học, phòng bộ môn gồm 8 phòng, có 21 phòng học thông minh, 7 phòng cấp độ 1. Và ngoài ra còn có các sân bóng đá nhân tạo, sân bóng rổ, bảng LED cỡ lớn ở sảnh trung tâm, hệ thống khung bạc di động xuyên nắng mưa, sân, hàng rào, khu vực cổng được chỉnh trang sạch đẹp. Với kết quả giáo dục đại trà của nhà trường, ở khối 12 có 149 học sinh giỏi, tương ứng 67,7%, 68 học sinh khá, tương ứng với 30,9%, 3 học sinh trung bình, tương ứng với 1,36%. Bên cạnh đó, về vấn đề hạnh kiểm, khối 12 có 221 học sinh đạt hạnh kiểm tốt, 96,8% học sinh đạt hạnh kiểm khá và không có học sinh đạt hạnh kiểm trung bình. Về khối 11 có 87 học sinh giỏi, tương ứng với 34,5%, 145 học sinh khá, tương ứng với 57,5%, 20 học sinh trung bình, tương ứng với 8%. Bên cạnh đó, về hạnh kiểm, khối 11 có 251 học sinh đạt hạnh kiểm tốt, 89,6% đạt hạnh kiểm khá và không có hạnh kiểm trung bình. Về khối 10, có 51 học sinh học tập loại tốt đạt 18,2%, 199 học sinh học tập loại khá đạt 70,8%, 31 học sinh học tập loại đạt đạt 11% và không có học sinh chưa đạt. Bên cạnh đó, có 91,8% rèn luyện tốt và 8,19% rèn luyện khá. Sau một năm vừa qua, trường Trung học phổ thông Đông Thành đã đạt được 41 giải học sinh giỏi cấp tỉnh của các bộ môn văn hóa, vượt chỉ tiêu được 6 giải. Tất cả 10 bộ môn dự thi đều có giải, tỷ lệ đạt giải 41/74,7%, trong đó có 1 giải nhất, 16 giải nhì, 13 giải ba, 11 giải khuyến khích. Đạt 1 giải nhì, 1 giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Đạt 1 giải nhất, 2 giải ba cuộc thi tin học trẻ thị xã. Đạt 2 giải 3 cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên cấp thị xã và một học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi IOE cấp tỉnh và tham dự phòng thi cấp quốc gia. Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn và các giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh một cách phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, lựa chọn, xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, liên môn. Trong quá trình dạy học, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên coi trọng đồng thời cả hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm để hình thành và phát triển ở người học năng lực tư duy độc lập, vận dụng tổng hợp và linh hoạt tri thức để giải quyết có hiệu quả trong các vấn đề của học tập và cuộc sống. Vì vậy, trong năm vừa qua,
nhà trường đã thực hiện được 3 chuyên đề cấp trường, 1 chuyên đề lên trường đạt hiệu quả và có sức lan tỏa giáo dục tốt. Thực hiện một buổi hướng nghiệp với chủ đề Chọn nghề đúng, sáng tương lai do chuyên gia định hướng, tiến sĩ Trần Văn Tính, Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư Lee Chung-myung, trường Đại học Busan, Hàn Quốc, ông Lê Xuân Hậu, tổng giám đốc tập đoàn New World thực hiện. Tổ chức thành công các hoạt động văn nghệ thể thao chào mừng 40 năm nhà giáo Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong học sinh toàn trường. Tổ chức một hội thi giáo viên truyền cảm hứng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Các tiết dạy đều tập trung vào lớp 10 để giáo viên dự được học hỏi và rút kinh nghiệm. Trường đã tổ chức cho học sinh khối 10, khối 11 trải nghiệm trong tỉnh, khu di tích lịch sử Hồ Hèn và khối 12 trải nghiệm tại Mai Châu, Bản Lác, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đảm bảo an toàn, có tính giáo dục, cho học sinh nhiều trải nghiệm thú vị, bổ ích. Tuyên truyền vận động quyên góp trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cha mẹ học sinh được 24 suất quà, giá trị mỗi suất gồm 700.000 để trao cho các học sinh nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, nhà trường đã tổ chức thành công ngày hội STEM và đêm dạ hội Prom Night Đông Thành Home Star, tạo một sân chơi bổ ích và là cơ hội để học sinh được trải nghiệm và sức sáng tạo, rèn luyện, hoàn thiện các kỹ năng. Thực hiện một buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy do Công an thị xã Quảng Yên thực hiện. Thực hiện buổi tuyên truyền hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc với nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả giáo dục tốt. Nhân dịp sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5, tổ chức lễ dâng hương tại khu tưởng niệm đồi thông nơi Bác dừng chân km 11, tổ chức đợt sinh hoạt học Bác lòng ta trong sáng hơn dưới hình thức thi hát các ca khúc về Đảng, về Bác trong học sinh. Cuối cùng, nhà trường đã tổ chức thành công hội thao quốc phòng và an ninh cho học sinh khối 10, 11. Năm học 2022-2023 đã khép lại với thành công rực rỡ. Trong những năm học tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục giữ vững các thành tích đã đạt được và nâng cao hơn nữa các kết quả giáo dục để nhà trường phát triển lên một tầm cao mới, sánh ngang với các trường trung học phổ thông lớn có chất lượng đào tạo cao trong top dẫn đầu của tỉnh Quảng Ninh về chất lượng giáo dục.